Ra mắt vào năm 1988 cho đến nay, Batman The Killing Joke của phù thủy comic Alan Moore, người đứng đằng sau những siêu phẩm khác như Watchmen hay V for Vendetta, luôn được đánh giá là một trong những đầu truyện hay nhất, không chỉ về Batman mà còn về kẻ thù truyền kiếp của anh, The Joker. Bạn sẽ thực sự sẽ bị cuốn hút vào câu chuyện này, bởi đây là một trong số các câu chuyện nổi tiếng nhất, sâu sắc nhất cũng như tăm tối nhất khi kể về quá khứ của hoàng tử tội phạm The Joker. Mặc dù nội dung chính của bộ truyện này đã bị thay đổi qua sự kiện Three Jokers, nhưng nó vẫn giữ được những giá trị nghệ thuật khiến mọi người không thể nào bỏ qua nó. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng ôn lại bộ truyện đình đám và đã định nghĩa lên nguồn gốc của Joker nhé. Trước khi vào phần chính video, xin phép cho mình quảng cáo một chút. Đó chính là nếu như các bạn cần những cỗ máy PC cực khỏe, cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là GTA 6, thì đừng quên tham khảo những bộ PC đang có tại Hyperbox PC, thương hiệu PC gaming build sẵn, được vận hành bởi techspace.vn, đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh DMEO. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Lấy bối cảnh vào một đêm mưa ở thành phố Gotham, Batman đến nhà thương điên Arkham để gặp người bạn cũ của mình là The Joker tại phòng giam quen thuộc 0801. Batman đến gặp Joker và nói rằng gần đây anh có một số suy nghĩ về việc giữa anh và hắn, rồi sẽ đến lúc một ngày nào đó kết cục của anh và The Joker sẽ phải giết lẫn nhau. Có thể Batman sẽ phải chết dưới tay Joker hay ngược lại, vì vậy anh chỉ muốn dừng chuyện này một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, Batman không hề biết rằng anh chỉ đang nói chuyện với một Joker giả mạo, còn Joker thật thì đã trốn thoát khỏi Arkham và hắn đã mua cả một rạp xiếc chỉ để chuẩn bị cho một màn trình diễn và chứng minh một điều. Hắn tìm đến nhà của Jim Gordon. Đúng lúc đó, Barbara Gordon đang ở nhà. Joker nã một phát súng vào bụng và bắt cóc cô gái. Sau đó, hắn tiếp tục cho người bắt cóc Jim Gordon lột chân ông ta tại công viên mà hắn mới mua. Tại đây, Gordon phải chứng kiến những bức ảnh khỏa thân bê bết máu của chính con gái mình. Song song với cuộc tra tấn, chúng ta cũng được biết về quá khứ của Joker và chi tiết này mình sẽ đề cập ở phần sau của video. Batman sau khi nhận được thư mời từ Joker đã đến công viên. Tại đây, khi cứu được Jim Gordon đang trong tình trạng khỏa thân, ông ta đã nói với Batman rằng hãy làm đúng luật để trả thù cho con gái ông. Sau khi vượt qua các cạm bẫy của Joker, Batman cuối cùng cũng tóm được hắn. Tuy nhiên, khác với mọi lần, Batman sẽ đưa hắn trở lại nhà thương điên Arkham. Anh lại muốn giúp đỡ Joker để một trong hai người sẽ không phải chết. Tuy nhiên, Joker lại chỉ nhìn Batman với ánh mắt buồn rầu và kể lại một câu chuyện cười. Khi câu chuyện kết thúc, cả Batman và Joker nhìn nhau, cười lớn trong đêm tối. Batman nắm cổ Joker và một ánh đèn chợt vụt tắt dưới chân của họ. Theo đúng tình tiết ban đầu, Batman đã buộc phải phá luật của bản thân và giết Joker. Tuy nhiên, do fan quá yêu thích đầu one shot này, nên về sau DC đã coi nó như một canon và Batman thực sự chỉ bắt giữ Joker theo đúng luật mà thôi. Batman The Killing Joke kết thúc, để lại cho người đọc không chỉ những suy nghĩ hay câu chuyện mà Joker kể lại, mà còn cho người đọc biết được quá khứ của Joker. Theo đó, trước đây, hắn cũng như bao con người khác, hắn có gia đình, có một người vợ đang mang bầu, công việc trước kia của hắn là nhân viên của một nhà máy hóa chất. Tuy nhiên, hắn đã bỏ công việc này và làm một nghệ sĩ hài độc thoại. Nhưng điều đau khổ nhất của một hài kịch gia lại chính là việc hắn không thể khiến người khác cười được, và nếu cứ như vậy, hắn sẽ không thể nào kiếm được tiền. Rồi đứa con trong bụng vợ hắn liệu có nuôi nổi khi mà thậm chí hắn còn không thể trả tiền thuê nhà. Cuộc sống của Joker lúc này gần như bị rơi vào bế tắc và hắn đã quyết định làm liều khi mà hắn thỏa thuận với hai tên cướp để thực hiện một phi vụ đột nhập qua nhà máy hóa chất mà hắn từng làm việc. Và chỉ cần thực hiện một phi vụ chót lọt này thôi, Joker sẽ có tiền để lo cho vợ con của mình. Cuộc đời của hắn khi ấy sẽ bước sang một trang mới. Khi đang lên kế hoạch cho vụ cướp tại quán bar, Joker được cảnh sát báo tin rằng vợ và đứa con của hắn đã qua đời trong một vụ tai nạn ở bệnh viện. Không còn gì để mất, hắn muốn rút lui khỏi vụ này, nhưng hai tên còn lại thuyết phục Joker rằng chỉ cần một vụ cướp này thôi, hắn sẽ đủ tiền để làm đám tang cho vợ. Đêm đó, hắn cải trang thành thành viên của băng Red Hood, đội lên chiếc mũ chụp đỏ bằng nhựa, cùng đồng đội đột nhập vào nhà máy hóa chất. Tưởng chừng như mọi việc sẽ chót lọt, bọn chúng lại bị phát hiện. Trong hai đồng đội của hắn, một tên bị cảnh sát bắn chết, tên còn lại bị thương. Joker chỉ có một mình chạy bán sống bán chết. Cứ nghĩ mình đã thoát được, hắn lại đụng độ phải nỗi khiếp sợ của tội phạm Gotham, không ai khác chính là Batman. Trong cơn hoảng hốt, cùng với chiếc mũ đỏ che khuất tầm nhìn, hắn sẩy chân ngã khỏi lan can và rơi xuống bồn hóa chất. Nghĩ rằng không ai có thể sống sót trong tình cảnh đó, Batman bỏ đi. Đắm mình dưới thứ chất lọc độc hại, Joker tìm đường bơi ra bờ sông qua đường dẫn thải. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, da của hắn bị hóa chất làm cho trắng bệch, đôi môi đỏ rực như máu, mái tóc bị biến thành màu xanh lá cây. Trong tình cảnh đó, hắn thực sự phát điên, cười lớn trong đêm mưa, cười trong sự điên loạn và cười để chào đón một tên tội phạm mới của thành phố Gotham. Đó chính là lúc hoàng tử tội phạm The Joker ra đời.
Khi bạn đã trải qua một ngày siêu tồi tệ rồi, khi bạn nhận ra đống ký ức kia sẽ tồi tệ đến nhường nào với bản thân, vậy thì tại sao chúng ta lại không cười lên, hay hơn cả là hãy trở nên điên loạn? Bởi với Joker, ký ức của một kẻ phụ bạc, một kẻ tàn bạo, mới ngày hôm nay thôi, ký ức của bạn sẽ là những chuỗi ngày thơ mộng, là lễ hội tràn ngập ánh đèn neon màu sắc, là tất cả những cái kẹo bông của tuổi dậy thì. Nhưng những ký ức đẹp liệu đáng được bao nhiêu nhỉ? Khi mà chúng ta chỉ chớp mắt thôi, một cái ký ức về đống sự thật tàn nhẫn, nó đưa ta đến nơi mà ta chẳng hề muốn đến, một nơi tối tăm đầy lạnh lẽo, một nơi mà ta tưởng rằng chúng ta đã quên nó đi, nhưng không, nó lại hiện về, ám ảnh như những bóng ma, khiến ta mất ăn mất ngủ. Câu trả lời là hãy trở nên điên loạn, bởi khi chúng ta điên, chúng ta như thoát khỏi kẻ thù lớn nhất trong quá khứ của mỗi người, đó là ký ức, phủ nhận đi cái ký ức chết tiệt đó. Chính là phủ nhận đi lý trí của chúng ta, phủ nhận đi sự tỉnh táo của bản thân, để đổi lại là sự điên loạn. Và Joker tin rằng, chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự vứt bỏ đi những ký ức tồi tệ kia. Qua đoạn này, chúng ta có thể hiểu được rằng, Joker thực chất không chỉ đơn thuần hóa điên như chúng ta nghĩ, đơn giản là hắn chọn cách điên để có thể vứt bỏ đi những ký ức tồi tệ của chính mình. Joker tin rằng, con người chỉ cần một ngày tồi tệ, thì dù chưa có tỉnh táo đến mức nào đi chăng nữa, cũng có thể trở nên biến chất. Bằng chứng là Joker hay chính Batman, khi cả hai đều là sản phẩm được tạo ra từ một xã hội đang xuống cấp trầm trọng, nơi những kẻ khốn nạn được lên ngôi, đạo đức suy đồi. Nhưng khác ở chỗ, Batman không chấp nhận điều này sau cái chết của cha mẹ anh. Anh quyết tâm thay đổi thế giới theo cách mình muốn, một thế giới được sống trong chính nghĩa, trong công lý. Nhưng Joker thì khác, hắn chọn cách cười thẳng vào mặt những cái gọi là đạo lý, đạo đức hay luật pháp của con người, bởi chúng chỉ đơn giản là một rào cản, ranh giới ngăn con người đến với sự hoang dại nhất của họ. Và chỉ cần một ngày tồi tệ thôi, con người ta sẽ sẵn sàng phá bỏ cái ranh giới đó để làm mọi thứ. Joker cười không chỉ vì điều đó, mà còn là nụ cười đầy mỉa mai tới với thế giới này. Bởi dù hắn có làm đúng hay sai đi nữa, thì mọi thứ sẽ vẫn như vậy cả thôi. Vậy tại sao chúng ta không cười một cái cho vui nhỉ? Tại sao thay vì cố đấu tranh tư tưởng, cố gắng sống trong sự dằn vặt, khổ đau như Batman, tại sao chúng ta không cười lên vì cuộc đời này chỉ giống như một trò đùa? Một trò đùa mà đến mức Joker còn phải phát điên lên vì nó. Con người giành giật, sâu xé nhau, thậm chí là ăn thịt nhau chỉ vì lợi ích cá nhân. Cái hay của đoạn độc thoại này chính là việc Joker chọn cách trở nên điên loạn vì hắn nhìn được điểm hài hước, mặt vui của những chuyện đời đầy tàn nhẫn này và đơn giản là cười lên thôi, vì đó mới là Joker. Ở cuối truyện, khi Batman muốn Joker hoàn lương, nhưng Joker nói quá muộn, không thể nữa rồi và hắn kể một câu chuyện cười cho Batman chỉ đơn giản như sau. Có hai gã trong một trại tâm thần, vào đêm nọ, chúng không thích sống trong trại nữa, chúng quyết định sẽ tẩu thoát. Khi trèo lên sân thượng, có một khoảng hẹp giữa hai tòa nhà, gã thứ nhất nhảy qua mà không vấn đề gì, nhưng người bạn còn lại không dám, hắn ta sợ té. Gã đầu tiên nghĩ ra một cách, hắn nói, này, tao có một cái đèn pin, tao sẽ chiếu qua khoảng trống giữa hai tòa nhà, mày có thể đi theo ánh đèn để qua với tao. Nhưng tên còn lại lắc đầu, hắn đáp rằng, mày nghĩ tao bị điên hay sao, mày sẽ tắt nó đi khi tao đang đi giữa đường. Câu chuyện của Joker theo mình hiểu được hai nghĩa, nhưng dù theo ý nghĩa nào đi chăng nữa, Alan Moore vẫn đang ví Batman và Joker như hai gã tâm thần. Bởi lẽ, cả hai đều là những người không sống trong cuộc sống của một người bình thường. Thế nên, ông đã ví họ như hai bệnh nhân tâm thần trong chuyện. Ý thứ nhất, Joker chính là tên tâm thần thứ hai, và Batman là tên đã nhảy qua được. Việc tên nhảy qua chiếu đèn cho tên còn lại, giống với việc Batman mong muốn cứu Joker hay cứu chính mình thoát khỏi cái vòng lặp cả hai phải chiến đấu mãi mãi như vậy, để rồi cái kết sẽ là một trong hai phải giết lẫn nhau. Nhưng với Joker, mọi chuyện đã quá muộn rồi, hắn là kẻ chẳng thể nào cứu rỗi nổi, hắn sợ hãi, không dám bước qua ánh sáng, hay chính là hình ảnh ẩn dụ cho giải pháp của Batman để quay lại với ánh sáng tự do kia. Hắn sợ rằng khi trở về với ánh sáng, hắn sẽ lại phải đối mặt với chính quá khứ hay hiện thực tàn nhẫn như trước kia. Điểm gây cười ở cách hiểu này chính là việc có hai thằng điên mới tin rằng cây cầu ánh sáng là có thật. Cách hiểu thứ hai, Batman là gã điên không nhảy qua, bởi Batman thực sự đã bị mắc kẹt ở đó, anh không tin vào cái gọi là cây cầu ánh sáng kia. Joker đã đưa anh một cơ hội để giải phóng cho mình, đó chính là sự điên loạn, nhưng Batman lại không chọn điều đó. Nhà giam thực chất chính là ẩn dụ cho cuộc sống, và khi cả hai đã không chấp nhận cuộc sống thông thường, họ sẽ cần lối thoát. Joker đã nhảy qua được, còn Batman thì không thể, bởi anh là kẻ đứng giữa ranh giới này, và anh luôn phải chiến đấu với nó. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé TechSpace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus ZenCore 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School. Vừa rồi là Batman The Killing Joke, một trong những đầu truyện biểu tượng của nhà DC. Bạn có cảm nghĩ sao về đầu truyện này? Hãy comment phía bên dưới nhé. Đừng quên bấm like, share và subscribe để học những video tiếp theo của Dear Mio. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất sớm thôi.